là tuyến đường có lượng lớn người đi lại, nhất là học sinh vào giờ đi học và tan trường. Tuy nhiên thì suốt nhiều năm nay, tuyến kiệt 177 huyện Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu không được mở rộng nên gây nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là kiệt số 177 Nguyễn Văn Cừ. Rộng chỉ 3m, hai bên san sát nhà dân. Phía trong lại có hai ngôi trường, gồm trung học cơ sở và mầm non. Nên cứ mỗi khi tan trường thì tình trạng chen lấn như thế này lại tái diễn. Chỉ tính riêng giáo viên và học sinh hai ngôi trường phía trong kiệt này là trường mầm non Hương Dương và trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình thì đã có đến hơn 1.000 người đi lại lúc tan trường. Buổi sáng là khi mà tham gia giao thông thì rất là khó. Thứ hai là cái giờ tan tầm buổi chiều, là khi mà cả hai trường mà đều bãi thì cái việc mà phụ huynh đi di chuyển là rất là khó khăn trong cái tuyến đường này, thì vì cái tuyến đường này nó rất là chật. Thực tế là cái kiệt này rất là chật hẹp, đáp ứng không đảm bảo cái nhu cầu đi lại, thứ nhất là của nhân dân và đặc biệt là của học sinh hai trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình và trường mầm non Hướng Dương, nhất là trong cái giờ tan tầm. Cái sự chật hẹp này dẫn đến là ảnh hưởng rất là dễ gây ra tai nạn, và trong cái tuyến đường này đặc biệt là cái sự hẹp của bề rộng đường cho nên là chỉ đảm bảo cho một tuyến xe qua lại, nhất là trong cái thời điểm mà lỡ mà có xảy ra cái vấn đề cần thiết về cháy nổ hoặc là cứu nạn cứu hộ thì rất là khó khăn cho khu dân cư. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, do kiệt hẹp nên việc đi lại của người dân ở khu vực này bị ảnh hưởng rất lớn, nhất là giờ học sinh đi học và tan trường. Hai bên lại có một số hàng quán nên càng gây khó khăn. Địa phương đã có kiến nghị mở rộng kiệt và theo chỉ đạo đã tiến hành lấy ý kiến của các hộ dân xung quanh. Qua tìm hiểu cái tình hình của người dân trong cái phương án giải tỏa đền bù, thì trong đó thì có Ủy ban Nhân phường có đưa ra hai cái phương án. Phương án thứ nhất là trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Phương án thứ hai đó là nhà nước đền bù hỗ trợ đúng theo cái quy định của thành phố trong công tác giải tỏa đền bù. Thì sau khi đưa ý kiến ra thì là nhân dân đề nghị nhà nước cần phải quan tâm phương án nào phải thật sự tốt nhất đến với người dân để thuận lợi nhất trong công tác giải tỏa đền bù trong thời gian sắp đến. Từ thực tế cho thấy việc mở rộng kiệt số 177 Nguyễn Văn Cừ là hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là đối với các em học sinh tại hai ngôi trường phía trong kiệt này.